Chào các bạn đã đến với Lạ Đà Lạt. Thì gần 40.000 4.000 chứ nhỉ. Gần 4.000 ngày sống tại Đà Lạt thì bây giờ mình mới chính thức được vào với nhà hàng Thủy Tạ để ăn trưa. Hơn 12 năm ở đây thì mình mới vào cái nhà hàng Thủy Tạ này, lần này là lần thứ 3. Nhưng mà sẽ lần đầu và lần chính thức để bước vào cái nhà hàng này. Cái nhà hàng có tuổi đời hơn gần 130 năm, hơn 120 năm của Đà Lạt. Trời ơi, vui quá. Ngày hôm nay thì có hai khán giả của Lạ Đà Lạt đến từ Sài Gòn là cô giáo Bali, mình cũng giới thiệu với mọi người rồi, và bạn Rio nữa. Cho nên là hẹn mình ở đây ăn trưa, và hãy cùng Lạ Đà Lạt đi ăn trưa tại nhà hàng Thủy Tạ nhá. Đấy, nhà hàng đây, bây giờ sẽ đi một vòng cho mọi người xem nhé. Đi một vòng cho mọi người xem. Bữa trước đi bên trái, bữa nay sẽ đi vòng ra bên phải. Trộm vía cho Đà Lạt khoảng 2 ngày vừa rồi ấy, trời không có mưa, buổi sáng nắng đẹp như vậy này. Ở phía bên ngoài này là những cái khu cà phê, mọi người có thể ăn trưa và cà phê ở ngoài này, lựa chọn ở ngoài này cũng được luôn. Đó. Thì cái bãi cỏ này người ta cũng là đậu xe lên luôn này. Nhưng mà cái cỏ ở đây á, nước ở đây nhiều này, cỏ tốt này, thế nên là đậu xe lên bãi cỏ nó cũng không bị dập đâu. Mình đang chính thức đi trên một trong những công trình đầu tiên của thành phố Đà Lạt được xây dựng từ thời Pháp. Mọi người thấy không? Trời ơi, ở đây toàn là xe ô tô luôn này. Khán giả du khách đến từ Sài Gòn, đến từ khắp nơi đây. Người ta đến đây ăn cơm trưa, nghỉ ngơi. Wow, cảm giác này thích quá. cái mùa dịch ấy, cái chỗ này thì nó vắng teo vắng hoe ấy. Chỉ có một chú bảo vệ đứng canh ở đây. Thế lâu mình vô mình trò chuyện, mình xin mình ghé vào. Nhưng mà lúc đó thì ở vì dịch cho nên là sẽ không được đi như vậy. Và sau đó thì có lời rủ rê và từ khán giả của Lạ Lạt, cô Bali với cả là Rio nữa. Thế là mình buổi trưa ngày hôm nay chính thức vào nhà hàng Thủy Tạ để ăn trưa. Thích quá. Nó thích không chỉ vì là được cô giáo và Rio mời, thì nó cũng thích thật. Ê, nhưng mà các bạn biết không, vào đây là mấy cái bãi giữ xe là miễn phí hết này, kể cả xe máy lấn cho ô tô, có bảo vệ ở đây nữa. Còn ở đây thì bên có đạp vịt luôn. Tức là cái nhà hàng Thủy Tạ này thì được cái công ty Đà Lạt Tourist đang đứng ra để quản lý quản lý và khai thác nó. Thì ở bên này có đạp vịt này. Thì cái Đà Lạt Tourist thì là một cái công ty tour nổi tiếng, uy tín ở Đà Lạt rồi, không nói. Nhưng mà cách người ta vận hành và khai thác cái điểm này ấy, làm cho mình thích. Ở đây là cái bến thuyền đạp vịt này. Hôm nay trời nắng đẹp cho nên nó rất là nhiều vịt. Đây, chúng ta cùng đi ra đây một chút xíu nhé. Mọi người sẽ đến với cái bến thuyền này. Và có rất là nhiều những con vịt ở đây. Đó, quá trời vịt là vịt luôn. Đó, ở đây có lối xuống bến thuyền. Lần đầu tiên mình sẽ đi ra những cái chỗ này. Đấy, một con vịt. Cái này là con vịt hay con thiên nga nhỉ? Hai con vịt này đang húc nhau này, đang hôn nhau này. Ở đây sẽ có một người quản lý, một vài bạn quản lý đứng ở đây, rồi là cho mọi người mặc áo phao, rồi đạp vịt đi vào. Ở đây là một trong những cái bến thuyền ở đây. Người ta xây dựng cái này trong cách đây lâu ơi là lâu lắm rồi ha. Ở cái không gian này thì có rất nhiều khách du lịch đang ngồi để uống cà phê, nghỉ ngơi ở đây. Và thậm chí là ăn ở phía bên ngoài này luôn. Mình bảo là thích không chỉ vì là được mời đi ăn trưa, được rủ rê đi ăn trưa, mà thích là vì ăn trưa ở một cái không gian lịch sử của Đà Lạt. Đấy, trời nghe mà thích thật đấy chứ. Thực ra thì không nhất thiết đến đây phải ăn trưa hay là uống cà phê,
chỉ cần đi mà đi dạo mà ngồi ở trong này thôi là cũng thấy thích thú rồi. Ở ngay góc xa xa bên này là trường cao đẳng sư phạm. Cái thủy tạ này thì nó hướng về đối diện nó là cái đối diện nó ở đây là cái khách sạn Palace, khách sạn 5 sao, cũng là một trong những khách sạn lâu đời và cổ của Đà Lạt. Và hướng phía này là hướng thẳng này là đỉnh núi La Biang á, đi thẳng luôn. Cái này hướng La Tâm đi thẳng ra hướng đỉnh La Biang ở phía bên này. Bây giờ mời mọi người đi vào nha. Ở đây thì có những cái combo family gia đình ăn tối 4 người 900 nghìn. Bên này hình ảnh rất là đầy đủ từ bên ngoài. À đó. Thì bữa nay bọn mình lựa chọn ăn trưa. Thì bên này có một menu ăn trưa này. Hai người sẽ là khoảng 339 nghìn. Bên này rất là nhiều vịt. Đây, quay cho mọi người cái góc này. Ồ, ở dưới này là còn có một cái hầm hả? Phía dưới này để cano. Cái chỗ này nó cao lắm này. Đứng ở đây nếu mà gần như cái nhà hàng này có mà nước có to cỡ nào cũng không thể ngập được, chắc chắn luôn. Đứng phóng nhìn tầm mắt này thì cái này á nó gần như là ngang sát với cái mặt đường ở bên kia luôn ấy, cao hơn luôn ấy, cho nên nước ngập cao nhất giỏi lắm thì sẽ đến ở một cái góc ở đây thôi. Cái nhà hàng này người ta tính toán được từ lâu rồi ấy. Nhà hàng Thủy Tạ, bây giờ chúng ta đi vào nha. Trong này thì mình sẽ có thể nói nhỏ hơn chút xíu, tại vì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến những cái vị khách ăn trưa ở đây. Có rất nhiều khách, kể cả người Việt lẫn người nước ngoài. Ở đây thì có menu này, các cái loại cà phê, các cái loại trà và đồ uống. Bên này có kem luôn, thì đều có cái mức giá ở đây. Nhưng mà mình không thấy cái fanpage hay các kiểu của cái nhà hàng ấy, thì đều có cái menu ở đây. Đây, ở đây có một vài dòng giới thiệu về lịch sử của Thủy Tạ này. Từ năm 1919, hồ lớn, đúng rồi, cái tên này, hồ lớn này, Ranlac này là hồ Xuân Hương được xây dựng này. Kiến trúc sư Hesran tạo ra một hòn đảo nhỏ để tô điểm cho mặt hồ và đặt một sàn bằng gỗ để du khách nghỉ ngơi ngắm cảnh. Sau này thì nó được biết đến với cái tên này. Tên này chắc là tên tiếng Pháp, là kết hợp từ hai bức họa nổi tiếng của Monet. Sau năm 1975 thì đây trở thành nhà hàng Thủy Tạ. Nó gợi lên vẻ đẹp một hòn đảo dọc bờ sông Sydney ở ngoài Paris. Rồi, thấy hả? Mới đọc thôi mà nghe thấy sướng quá. À, mình thích cái dòng giới thiệu này quá, mình thích cái dòng giới thiệu này. Đây là những cái loại đồ uống. Ê, theo mình quan sát thì giá chắc cũng nó cũng tương đương với ở bên kia, bên nhà hàng màu tím. Nhưng mà rõ ràng có một tình cảm đặc biệt hơn dành cho nhà hàng bên này. Tại vì ít nhất là nó là cái công trình cổ. Đó, đây là cái cuốn menu. Đây, nó bị chớp đèn. Bên này là cái trưng những cái rượu vang của Đà Lạt. Một cái quầy ở đây luôn, và chắc khu vực phía sau này là khu vực bếp. Ở trong này thì diện tích cũng không thực sự quá rộng, nhưng mà nó đủ để kê được khá nhiều những vị trí ngồi, nó có thể ấm cúng. Mọi người nhìn cái góc này này, ngồi ăn trưa uống cà phê ở đây. Trời ơi, chắc là phải nói là hết cái sự mê ly luôn ấy. Đây là lần đầu tiên mình được bước chân vào cái nhà hàng Thủy Tạ này. Lần đầu tiên mình bước chân vào. View của nó là nhìn bên đồi cù rộng lớn. Còn bên này thì là view nhìn về một góc rất là nhiều những cái công trình bê tông. Ngày xưa ở cái góc này hướng bên Babico ấy, có rất là nhiều thông. Đây là Hotel Colin lên. Cái đồi dinh tỉnh trưởng góc này
Nếu như không có những cái căn nhà được xây ở cái góc từ cái khách sạn Blue Moon ở đây này, thì đứng ở vị trí nhà hàng Thủy Tạ này, mặc dù nó là thấp nhất ở trong cả cái địa danh ở Đà Lạt ấy, nhưng mà nó sẽ nhìn được hết tất cả mọi thứ. Dinh Tỉnh Trường nhìn bên đó sẽ nhìn hết. Nhưng các bạn thấy không, cái góc này, Dinh Tỉnh Trường thì bị che hết bởi đó, cái đồi Dinh Tỉnh Trường bị che sạch rồi, không thấy. Cái tính ra là được ở vị trí trung tâm của Hồ Xuân Hương, đứng nhìn bao quát, gần như là nhìn được tất cả mọi địa điểm của thành phố Đà Lạt. Mặc dù nó là thấp nhất, nhưng những cái phần đỉnh nhô lên các bạn sẽ thấy. Đây ví dụ như trường Cao đẳng Sư phạm ở một góc xa, các bạn có thể thấy này, góc xa là trường Cao đẳng Sư phạm ở góc bên đó, sẽ thấy luôn. Hay là khách sạn Ba Lát thì chắc chắn rồi, hướng bên này sẽ thấy thẳng ở phía khách sạn Ba Lát. Rồi đứng với góc này xéo nhìn qua bên trái, nhìn thẳng lên là nhà thờ Con Gà, các bạn cũng sẽ thấy luôn. Và thậm chí còn thấy được nhà thờ Con Gà ở một góc bên đó. Rồi hướng bên này là hướng cái khu chợ, cũng sẽ thấy. Cho nên nó là gần như người ta tính toán một cái vị trí nó tuyệt vời và thuận lợi luôn. Thích thật á. Không biết là cái phần này có phải là phần sau này, chắc là những cái gian mái này người ta làm thêm. Ở đây thì có thấy một cái chữ cái gì gì đây này, bị che mất. Thích thật. Ngồi những cái khung cảnh này, uống cà phê. Và đây là Rio và cô giáo. Trời ơi, tôi lại được xem phim rồi. Rio, hôm nay thấy Đà Lạt thế nào? Hôm nay Đà Lạt đẹp, đẹp mà đẹp không ngờ luôn á. Tại vì mấy hôm trước á, nghe tin tức xong rồi muốn hủy chuyến rồi. Muốn hủy chuyến lắm. Nhưng mà không ngờ luôn á. Này chắc phải ăn ở làm sao đây á. Chứ không cho mà lên đây từ hôm qua giờ đẹp lắm. Và với cả là kể mà không đẹp thì cũng đâu có sao đâu. Tại vì á, đây là phải nói sao nhỉ? Đây là vì kiền, chứ không phải là vì đẹp. Vì kiền. Có du khách nào, cái này có phải gọi là du khách không? Không, cái gì mà đi Đà Lạt, tháng đi Đà Lạt biết bao nhiêu lần luôn đấy. Hai tháng liên lần được đều. Đi liên tục đi Đà Lạt đó. Bây giờ bọn mình sẽ chờ để chị ăn trưa. Trời ơi, chị cực kỳ thích ngồi dưới góc này á. Wow, hả? Nhìn mấy bạn mà đạp qua đạp lại như nào. Xong rồi xong nhìn tụi nó thở vui lắm. Vui hả? Đúng rồi. Em cũng chưa bao giờ em đạp vịt luôn. Đó, bữa nào bây giờ mình lên là chiều rồi mát như thế này mình sẽ dẫn Sarah vào đây đạp vịt. Đấy, mấy con vịt ở đây. Này mấy con thiên nga chứ nhỉ? Sao phải có mấy con vịt ta? Nhìn nó đẹp vậy mà mình cũng quen gọi là em cứ quen là gọi là vịt. Thì đạp vịt chứ đâu có ai đạp thiên nga đâu mà. Kêu đạp vịt nó hay hơn. Hôm nay trời Đà Lạt rất là đẹp. Ở đây á, cái cách bài trí mình tưởng là nhìn nó nhỏ nhỏ xíu ấy, tức là nhìn từ ngoài mình không nghĩ là có thể chứa được nhiều khách nữa đâu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi 4 sơ sơ là ủa nhiều chứ ha. Bài tính ra là chứa được nhiều khách ấy. Người ta kê những cái bàn, cái ghế nhìn nó trầm, nó sang trọng á. Nó thích thật. Đây, quay quay quần lại xung quanh á. Mấy con vịt đang lay xoay. Một số con vịt thì tích cực hoạt động đi, còn một số con vịt thì bơi ra chính giữa thì không hiểu sao đứng yên luôn. Ở đây là cái khu góc bếp nhỏ nhỏ đây này, nhìn rất là sang, thích quá. Nói thật là mình cực kỳ thích, cực kỳ ấn tượng với cái nhà hàng Thủy Tạ này. Nó nhỏ. Ấy mà mọi người biết không, cái trần này này, bây giờ mình cao khoảng 1.5 m, cái trần này tức là nó cao khoảng tầm 2 m một chút xíu, 2.5 m thôi, không quá cao. Nhưng mà ở trong này thì có nóng nhé, tại vì nó đặc biệt nó ở vị trí giữa hồ, gió mọi thứ. Bữa sau mình xây nhà mới thấp như vậy. Ok, và đây là sau một thời gian dài chờ đợi thì các món nó ra. Đây là salad. Salad gì đây? Salad Thủy Tạ, sốt chanh dây. Sốt chanh dây, salad Thủy Tạ. Cái mùa này chanh dây đang hot nha. Mọi người ăn chanh dây mắc mát khoảng 30.000 một ký.
chị My kêu là khi nào nó rơi xuống khoảng mười mấy ngàn thì chị My mua đầy tủ lạnh cho em. Cái này là món chả giò tôm, có cái sốt hường. Bên này là cái combo combo gì đây chị? Có nghĩa là ở trong một trong cái combo ăn trưa thì nó sẽ có hai cái phần này, đó là cái phần salad này. Phần salad. Mà là tại vì chị em mình đi ba người cho nên là rất gọi rất là dở dở ương ương. Gọi thêm cái này với lại thêm phần cơm này. Đây là cái dĩa cơm chiên trứng, đẹp không? Cái nhà hàng này nói chung là chưa biết ngon hay không nhưng về cái khoản đẹp là nó 10 trên 9 luôn đấy. 9 trên 10. Đẹp, thơm, mỗi tội là chờ hơi lâu thôi. Cái này gặp đỡ thì đã giòn rồi. Uống rồi bánh tráng rế. Giòn tan. Không thì nói ra đây không có cái gì là quá quá xuất sắc ha, nhưng mà nói chung là ok. Cái nhà hàng thì rất phải được như vậy rồi đấy. Xuống hơn chút xíu nữa là không được. Còn đi không? Xuống còn đen với bếp luôn hả? Không có bài hữu ý anh Dũng. Thấy hả? Cái cảm giác ngồi ăn ở giữa một cái không gian mà chỉ tưởng tượng xem nó hơn 120 năm trước à. Nhắm mắt một cái cảm giác giống như một mình quay trở về quá khứ. Đây, mà có hiện đại được quay xem cả nhà vui quá kìa. Dễ thương hả? À, đây là cái món gì nào? À, cái này là đồ ăn tôm. Đây, quả ớt. Là em sẽ làm một cái gì vậy chê cái chỗ này, chê đầu tiên là chờ lâu, phải chê nhất định là phải chê chờ lâu. Mới ở đây có nhận đặt trước không nhỉ? Có nhận đặt trước thì nếu mà nhận đặt trước thì mình có lời khuyên là mọi người nên gọi cho nhà hàng đặt trước cả cái cơm phần combo, sau đó là khoảng 30 phút hơn rồi đến đặt trước tối thiểu 30 phút để nó mất công chờ. Thì có lúc mình nghĩ mình vô nó cũng 11 giờ nên là người ta dọn bếp xong rồi 12 giờ người ta lên đồ thì mình cũng không biết ngồi gì để mình ngồi cà phê nữa. Cái mì này nó có giòn. Đúng rồi, cứ mở lên. Mì vừa bánh mì cũng giòn. Mà nó rất tốt đúng không? Đúng không? Đúng không? Cái bát cơm này đơn giản nhưng mà cũng ngon. Chỉ giòn, có một con tôm nguyên con và một cuốn chả giòn là ngon hết. Người ta còn làm cái tổ chim. Ủa mà sao con tôm mà nằm trong tổ chim là sao không? Bữa sau làm rập san hô cũng được. Có sạch thế? Có, ý nó lấy cái đó. Cái nhạc nó là tiếng đệm cho mọi người, tức là nó không to, còn nhiều chỗ hơn mà nhạc xịn như con ba có đúng. Đúng rồi, với lại với không gian nào có cái nhạc nó phù hợp, ví dụ giờ này nó cũng vừa, giờ mình có yên tĩnh nó cũng không nhàm chán hả? Giống như quán cà phê mà người ta mở nhạc mà giống như người ta sợ khách không nghe được nhạc cái sao ấy, mà có em cũng rất là không có cái hộp nói chuyện. Cái món salad thì bánh mì với cả mì nó không giòn.
chút nữa. Bio là làm bên bếp Âu hay bếp Á? Ấy nhưng mà bên màu tím Thanh Thủy đó chị Tuấn Anh lần nào chưa? Thì hồi chị chỉ nói là chị ghé có một lần uống cà phê buổi sáng xong rồi chị quyết định là chị không ghé lại thôi. Vâng. Không ghé lại nữa là tại vì do cái giá thành với lại cái chất liệu của nó không có đi đâu nữa. Em nghe đâu là đổi thành chủ Trung Quốc là em không biết có phải hay không. Còn cái này thì Đà Lạt Tourist đang quản lý theo tháng. Rồi Tourist thì ok. Thế còn là hôm nay Đà Lạt trời đẹp. Nếu mà trời đẹp thì mình đánh dấu 3 ngày liên tục. Hôm nay trời đẹp quá trời. Không nắng. Không có thể có mưa. 3 ngày liên tục tính từ cái hôm sập cái tali ra. Ghê lắm nha, cái đó là ngay buổi chiều bên văn phòng chính phủ là có công văn xử lý cái đó luôn. Nghĩa là người ta rất là ngày hôm qua nó cũng tiếp tục sập. À, nghe đâu là cái đó là do cố tình cho sập thì cũng đúng, nên cố tình cho nó sập cái chỗ đó đi để nó sửa lại cho nó đàng hoàng. Thì sao bờ Bali nó cao rộng của đó rồi chứ, nghe đâu là còn cả giấy phép nữa thôi. Mấy cái đó thì đang trong điều tra cho nên là chưa biết kết luận. Mấy cái rau ở salad ở đây có nhiều loại rất là đắt lắm chị ạ. Cái loại này là một trong những loại đắt nè, em nghĩ nó là đắt tại vì lâu lâu khách loại này đúng không ạ? Này loại đắt tiền này. Còn mấy cái loại khô rôn nhỏ nhỏ không nói, nhưng mấy cái loại này toàn là loại nó đắt tiền không, mấy chục ngàn ký không, mà ký nó có nhúng xíu hả? Mệt chắc là đi ăn với mấy ông đầu bếp. Nó làm bếp mệt mỏi lắm. Đang ngon đang đẹp cái này để cho nó ăn ngon đẹp đi. Tôi đang tưởng tượng anh đặt đó lên cái chỗ người ta, cái chỗ người ta cũng bữa sau Rio để ngoài cái bàn mới cầm không tiếp Rio, không tiếp, không có tiếp mấy người ăn thích dẫn xếp. Chôm chôm những cái quả nó khó ăn kiểu gì, mà có hạt đấy, khó chịu đấy. Không bao giờ. Thanh niên chịu cứng không chịu mềm. Vậy là phải nói với My thôi. Nó thích cứng không biết mềm nha. Đánh nó, không nói được đâu. Vậy á. Thế bây giờ bà bé ở nhà cũng vậy, không cứ ăn chôm chôm, không ăn nhãn. Nhưng mà mấy cái quả như là xoài với đồ nó ăn được nhiều. Nhưng mấy quả mà rắc rối trong cái phần ăn khó chịu lắm. Nhưng mà em sợ là cái vị giác ban đầu quan trọng là cho em ăn trái cây vậy. Hồng đó. Bạn hàng xóm có cho em ăn trái hồng bị chát. Và cái từ đó là em không ăn hồng luôn. Anh cũng bị vậy. Anh không bao giờ ăn hồng. Không thèm ăn hồng luôn. Nhưng mà từ hồng mà em lên mặt lần đầu tiên em lên Đà Lạt, em ăn hồng treo gió. Các bạn em chịu nổi luôn á. Xong đầu chả ăn thử cái rồi khoái. Cái kiểu mình thay đổi cái đúng rồi, cái đúng rồi. Cái anh ăn hồng á giống như em ấy, ăn hồng chín thì mình không thích, mình nó bị mềm. Hồng chín quả hồng chín nó cứ mềm mềm ăn nó như khó chịu, cảm giác nó cực kỳ khó chịu. Thế được ăn cái hồng giòn thì nó lại chán, bực mình. Thế từ đó về sau không ăn hồng nữa. Mặc dù thì đi quay hồng treo gió hay là đi cái hồng ăn những rồi mà không thích ăn hồng. Tụi bay có thể là bớt nhát hồng được không? Hồng tên má đâu. Trốn nhà đi chơi mà cứ nhắc học hoài. Đi ăn ấy.
cái sức đi anh. Cảm ơn Rio và cô giáo Mali đã rủ rê mình được ăn một cái địa điểm lịch sử của Đà Lạt, món hàng vị tạm. Cái đồ ăn ở đây thì cái giá thì có combo hết rồi, mọi người thích thì vào ăn. Ăn ngon theo kiểu là nếu cái không gian mà nói chung vào đây là thấy ngon mà chưa cần ăn đâu, cái không gian này nó quá xứng đáng để phải ngồi đây. Đúng rồi, vip nhất Đà Lạt, đẹp nhất Đà Lạt, cái gì cũng nhất Đà Lạt luôn, không gian ở đây xung quanh mọi thứ. Điểm duy nhất mà không thích cái bữa ăn này, thứ nhất là chờ hơi lâu, cho nên nếu ai có cơ hội, ai muốn dự định ăn có thể gọi cho nhà hàng đặt trước. Cái thứ hai là mấy cái món này ấy, thì mình chỉ thấy một điều là cái món salad rất là ngon, nhưng mà cái này nó bị khô, những cái gì nó bị mềm, nó giòn, đúng rồi, nó bị mềm. Còn lại thì bây giờ lúc nãy chấm 9 rồi, bây giờ lên 9.5 là cộng nửa điểm thôi, cộng không gian đó, cộng gian không gian nó anh nhạt chiêu nữa đó, thời gian ra món cũng phải tùy theo cái lượng cơm. Ví dụ như bây giờ thì không có ai thì tầm 15 phút là ra đây. Cái này là mấy ông bếp bênh nhau đó, kiểu vậy. Mấy ông bếp bênh nhau kiểu cũng có cái tự ái nghề nghiệp trong đó, tự ái nghề nghiệp kiểu vậy. Cảm ơn mọi người nha, bye bye và hẹn gặp lại, bye bye. Cái này bánh mì, thực ra nếu cái này anh ăn nhiều cái món phở kiểu này rồi thì cái mì này nó rất là giòn. Nếu buổi tối đi được Phan Đình Phùng ấy, có mấy quán phở